Ban đầu vào gặp gia đình thì vào cái khảo sát hiện trạng các thứ thì mình đi qua cái đấy thì nó có vài cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là về thời gian là mùa mưa. Thứ hai là địa chất ở cái khu vực này thì nó có hai điểm. Thứ nhất là vì cái không gian đằng trước nó là giáp với mặt tiền và mặt đường to, nhưng vì gia chủ họ đang kinh doanh bán hàng và không muốn dừng cái việc đấy lại trong vài 5-6 tháng để mà xây dựng cái khối nhà đấy, thì bài toán đằng sau nhà thì có một cái đường ngõ nhỏ để mà tiếp cận, để mà vận chuyển vật liệu, để mà giao tiếp thi công chủ yếu là theo cái đường đấy. Cái thứ hai là địa chất của cái khu vực này nó gọi là khu vực mó nước, thì cái mạch nước ngầm ở dưới này rất mạnh, trong đấy sẽ có một cái mó nước mà mạch nước nó luôn phun lên và để cho cư dân ngày xưa họ sinh hoạt, họ tắm rửa và vui chơi ở đấy. Thế nên là vừa vào mùa mưa và vừa cái địa chất khó khăn như vậy thì bài toán đặt ra đối với các kiến trúc sư và kỹ sư của chi nhánh công trình Viettel Sona là khá là lan giải. Sau vài tuần nghiên cứu và khảo sát địa chất thì chi nhánh công trình Viettel Sona có đưa ra cái giải pháp. Tại vì địa chất ở đây là ở dưới đấy nó là lòng suối chắc, nhưng mà trên cái phần trên bên mặt ấy thì nó là cái đất tôn tạo sau này, nó rất là đất yếu. Thì giải pháp duy nhất làm móng cho công trình nó là móng cọc. Mà móng cọc thì cái điểm bất lợi và khó khăn nhất ở trong công trình này là mình không giao tiếp được bằng cái cửa chính, bằng cái đường to, mà mình phải di chuyển bằng cái đường nhỏ, cái ngõ nhỏ đấy nó rơi vào khoảng 2 mét thôi, khoảng 2 mét, hơn 2 mét một chút. Thì cái giải pháp khó khăn nhất là di chuyển được cái máy ép cọc vào chân công trình và thực hiện ép cọc. Thì sau vài tuần nghiên cứu thì chi nhánh công trình Viettel Sona cũng mạnh dạn để đưa ra những giải pháp. Cái máy cọc, cái máy cẩu cọc thì có thể vào được, di chuyển vào được, nhưng mà cái khó khăn nhất chính là cái tay đòn. Cái tay đòn ép cọc, tay đòn ép cọc nó dài hơn 3 mét, mà bình thường là di chuyển công trình là sẽ có máy cẩu cẩu xuống trực tiếp cái địa điểm ép cọc. Thì các kỹ sư của công trình Viettel Sona đề xuất và một phương án là mượn những cái băng tải tĩnh. Thì một cái băng tải tĩnh thì nó có thể chịu có thể di chuyển và lâng được khoảng hơn 3 tấn. Cho cẩu từ ngoài đường thì kê cái tay ép cọc đấy bằng hai cái băng tải đấy và đẩy vận chuyển bằng tay vào trong, kể cả đến phần cọc cũng vậy. Phần cọc thì sau này là đều là sử dụng bằng xe căng tải hết và đều phải vận chuyển bằng tay. Thì cái đấy là cái khó khăn nhất trong cái lúc thực hiện công trình này. Khi mà thi công đến tầng 4 thì lúc đấy thì phát sinh từ nhu cầu của gia chủ là muốn lên thêm một tầng nữa để mở rộng không gian sinh hoạt. Rất là may mắn là khi mà ở cái địa chất như thế này thì ban đầu bài toán đưa ra của công trình Viettel Sona là đưa ra một cái móng nó tương đối chắc chắn và thoải mái có thể lên được một tầng. Nên là anh em đốc thúc và cố gắng động viên các đội thợ, các đội thầu phụ của mình cố gắng hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ, thậm chí là có thể làm tăng ca để mà vẫn kịp cho cái ngày hỷ sự của gia chủ.